Dàn sao Việt xót xa khi nam diễn viên Vbiz ra đi ở tuổi 34. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã đào xót thông báo tin diễn viên Hồ Minh Tân, thành viên của sân khấu kịch Hồng Vân, cũng là đàn em thân thiết với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân trải lòng trên trang cá nhân, nó khoe với tôi là nay nó khỏe rồi, chụp hình làm chứng, rồi nó hứa là cúng tổ năm nay lên sân khấu gặp U, gặp mọi người. Vậy mà lên trên này cấp cứu, rồi đi luôn cũng không nói ai tiếng nào. Buồn con quá Tân ơi, u thương con lắm, mau siêu thoát nha con trai. Được biết, diễn viên Hồ Minh Tân là thành viên của sân khấu kịch Hồng Vân, anh trút hơi thở cuối cùng chiều 28 tháng 8, hưởng thọ 34 tuổi. Sự ra đi của diễn viên trẻ đầy tiềm năng Hồ Minh Tân không chỉ khiến nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đau xót mà nhiều nghệ sĩ khác cũng bàng hoàng trước thông tin này. Nhiều sao Việt như diễn viên Minh Luân, diễn viên Bùi Công Danh, nghệ sĩ Bình Tinh, Võ Đăng Khoa cũng để lại bình luận chia buồn, động viên trước sự ra đi đột ngột của diễn viên Hồ Minh Tân. Được biết, diễn viên Hồ Minh Tân sinh năm 1988 tại Ba Tri, Bến Tre, từng có nhiều năm hoạt động ở sân khấu kịch Hồng Vân. Ngoài ra, nam diễn viên còn từng tham gia một số dự án phim truyền hình, gần nhất là Mẹ Ghẻ năm 2020 của đạo diễn Trương Dũng.